chìa khóa xe. Rồi lên rồi vừa thả anh ơi. Lại về 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 về. 6 1. Về đó về tắm đi. Đúng rồi, xong rồi tắm rồi. 6 1. 8. Dậy dậy. Không có tủ xe. 4 3 2. Rồi lên rồi lên mới thế. 9 2 5 4 8 10. Ở đây 2 thì đã ngủ không có. Tao cũng nhìn đặt cho
dập vô nha. Bất tình sáng nay ngủ cứ gần vậy. Đúng không, dập vô cái tối 9 giờ dập cái nữa ngủ luôn. Cái này là em dán gì hay nó bị như nó bị nứt mua là cái rồi. Mua là cái phi lực người chưa dán vô ha. Chưa. Nhưng mình đặt nó đem về ha. Đặt đem về. Nó cánh không, cái này chỉ là một cái miếng ở ngoài thôi. Một cái miếng quyến thôi chứ chữ của nó là ở trong này. Chữ này cái này. Nhưng F7 vẫn cánh gương gì đây phải không? F7 nó nhiều loại lắm. Cái này là loại đặc biệt. Mùi bắn cái la nào. Nứt chừng. Mà hình cũ nó gì mà hình viên của nó ghét cỡ nào cũng bảy viên tôi có bảo đâu như nó ơi bại vô lứ á mày chịu ra chịu số 5 này tướng liệu yếu lai mà nó đúng cũng được. Lên quậy ai ngủ được. Ai quậy gì? Ông chơi. Tối à, nếu tối đêm nay. Tối đêm nay 9 giờ dữ là ông nào ở ngoài ngủ lại. Quậy. Mày định cái mày đi luôn. Cho. Thôi, chị tối là năm. Chị tối về nhớ chị tối về ba cả. Được không? Nha. Bạn là có bạn lớn gì á. Ngái là sợ ghê nhiều. Tiền một. Ở cửa tiệm đó là nó là gấp cơ sở hả? Không biết không? Nó học đầu cơ sở thì nó tiền. Nó học đầu thấp hả mấy? Nghe khán giả không được út chút nè. Năm... Không có năm. Oh, yeah.
Có không anh Tiến ơi, có không? Dắt nhanh đi. Tới trường Hồng Ngựa Ba cháy ngựa hết luôn, qua cầu vậy luôn. Trước đi Hồng Ngựa Ba lúc đó còn đi đò đó. Trên Hồng Ngựa nó có giao lưu với Campuchia không? Có mà mấy em có giao lưu á. Mấy của người Duyên á. Thường thường chắc là giao lưu sang sang cát cho nha. Còn Quýnh Độ kìa, có Quýnh Độ chứ, Quýnh Độ con kia là Quýnh Độ con kia là có hả? Thằng em có đi coi lần nào không? Mấy bữa đó đi coi nè. Lần nào không? Lần nào không? Ở Long An. Ở Gò Bò. Có ông đi em không đâu? Trung Quốc. Mất đi. Chơi đó. Có chưa? Ông thử quên mặt. Cái trái gần trái luôn.
Chớ là phường 6 hả? Phường 6 là phường nào? Rồi luôn hả chị? Phường 6 là phường nào? Phường 6 là phường nào? Giờ mà tao ok phải không chị? Im rồi. Đó là con sư 3, sư 4, sư 5 luôn á. Dạ bà ơi. Bà nào ơi quá. Đi giả là ngồi, ngồi đi giả đi. Này nó 6 giờ đó. Lo rung quá. Hai này là thắng vô gì không? Hai này là quyết chiến rồi đó. Sợ hồi không đủ pin để mà quay nữa này nè. Còn mấy phần trăm vậy? Ê, còn mấy phần trăm à? Ôi, 42% đủ rồi. Dư. Dư. 42% là dư rồi. Bên đây lận bận, bên đây thua nè. Bên đây lận bận, bên đây thua nè. Bên đây nè, thì trong ngữ á. Thì cũng cảm giác là sẽ đét vô đó. Mình sẽ đét cắt tốt bên. Ờ. Nhảy.
đánh cái đoàn là 100 kg luôn. Đúng rồi. Quân người dân làm vậy. Bởi cái căng lên quay 3 vòng. Bởi cái căng. Trời mà. Cái gì vậy? Sùng cái nhiều đúng nó ghê tận. Đánh cho nhân. Sẽ đổ cho nhân. Chú Nam chuyền cao gõ trên đầu gõ xuống không ạ? Hai đội này chẳng nào quấn cũng lên đếm gì chứ. Dùng cái tâm lý mà nên không có vững. Chúng ta di chuyển cẩn thận sẽ đụng nhau. Bắt ra hai trái cắt trời. Gì nữa bây giờ? Có tặng đại á. Hướng. Mất đèo. Lấy xe xe anh không? Ừ có nè. Cái đó gạo kia bắt rồi rồi đó. Mày nương tay nè. Cái đó mình phải bắt rồi. Nhưng mỗi người mỗi người ăn vô này cũng có chỗ trong bài nhiều lắm. Đưa cho, đưa cho, đưa cho. Như cái anh cái đại học Tháp nêu thấy bình thường đó, mà cha khi bắt 4-5 trái ngu quá. Coi cho nữa lên. Hấp dẫn quá, hấp dẫn quá. Đang hấp dẫn mà.